Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ và tổ chức di lý đối tượng Lê Đình Quý, 21 tuổi trú tại phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, bị truy nã về hành vi cướp tài sản từ thành phố Hồ Chí Minh về lại Đà Nẵng theo quyết định truy nã số 05 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận. Trước đó vào ngày 3 tháng 3, Quý và chị Nguyễn Thị Phương Thảo trú tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu quay biết nhau qua mạng xã hội vì muốn lấy lại chứng minh nhân dân do Quý đang giữ nên chị Thảo và bạn có đến gặp Quý trước chợ Tân Chính Quý yêu cầu chở Thảo về nhà Quý ở gần đó để lấy nhưng Thảo không chịu. Quý xong đến tác Thảo tới thấp và lấy được điện thoại cùng tiền trong ví rồi bỏ chạy. Khi được mời lên cơ quan công an làm việc, Quý không chấp hành mà trốn vào thành phố Hồ Chí Minh ở cùng bạn. Đến ngày 6 tháng 11, công an quận Thanh Khê đã phát hiện hành tung của Quý ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh nên phối hợp với công an địa phương bắt giữ và di lý về thành phố Đà Nẵng để phục vụ cho công tác điều tra làm rõ vụ việc.